Xin chào các bạn nhé. Hiện nay tôi đang đứng ở cổng thôn Hạ Thành, xã Phương Độ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang nhé. Ở thôn này thì đây là một thôn làng văn hóa du lịch cộng đồng. Rồi bây giờ tôi sẽ đi xe máy đi vào sâu trong làng để khám phá xem bản làng có gì hay nhé các bạn nhé. Mời các bạn đi cùng tôi vào trong bản làng nhé. Rồi mời các bạn đi cùng tôi đi theo con đường này vào sâu trong bản nhé. Xem trong bản này có những gì hay. Theo tôi được biết thì ở trong này thì có một cái thác nước rất là đẹp. Mà bây giờ là đang là mùa đông, vì vậy lẽ là tôi không lên được bởi vì nó khá là xa. Đây có các ngôi nhà sàn là bằng lá cọ, và trên mái lá thì còn có những cái nhà có những cái mái nó mọc rêu lên rồi các bạn ạ. Đấy, cọ đây lợp rất là dày các bạn nhé. Nếu mà các bạn hay xem bên kênh Nguyễn Tất Thắng thì biết ở đây có nhà anh Bảy Vợ. Tôi chưa lên nhà anh Bảy Vợ, chưa biết nhà anh ở đâu. Nếu có cơ hội thì tôi sẽ lên nhà anh. Đấy, ở đây có nhiều ao toàn cá bống rồi nhỉ. Ở đây có cái ao nhiều cá bống lắm các bạn ạ. Đi vào xem tí. Ui, ao nhiều cá thế, cho em vào xem tí nhá. Cháu vào xem tí. Ôi ôi, nhiều cá nhỉ, con nước trong thế. Ôi ôi, toàn cá bống đây nhỉ anh nhỉ. Thôi chú, nó ăn ngô với lại rau nhỉ. Nhiều nhỉ. Ở đằng kia cái này, ao này là con to nhất được khoảng bao nhiêu cân rồi anh? Khoảng 7-8 cân thôi anh ạ. 7-8 cân à? 7-8 cân là ác đấy nhỉ. Này xuống bắt không cẩn thận nó đâm cho ngã ngửa đấy nhỉ. Toàn là cá thôi các bạn ạ. Có con nào nó dám vào gần không? Thử hoạt đấy. Xem tí. Thôi, cái này ra đứng. Ừ. Cả cá chép vàng à. Nhiều nhỉ. Nhưng mà cái ánh sáng lóa quá không nhìn thấy rõ cá mấy. Rất là nhiều các bạn nhé. Cây chuối này là vừa rồi bị mưa đá nó nát hết như này à chú? À nhỉ. Hôm mùng 1 đấy. Thôn Hạ Thành này thì hôm mùng 1 mưa đá rất là to nha các bạn nhá. Nát hết lá này. Là chuối riết nát hết rồi. Rau có bị nát nhiều không à chú? Rau cũng bị. Nhưng mà được cái dàn kia nó vâng, có cái dàn kia nó đỡ cho nhỉ. Ừ. Nhưng rau không chết nhỉ, lạnh thế nó không sao đâu nhỉ. Cái cây su hào kia là bây giờ là bắp cải với là nát hết sạch. Vâng. Cái đó chú. Ác nhỉ. Chú nuôi lợn bản à? Nhà chú nuôi lợn nái à? Ô, con này là lợn rừng ấy chứ nhỉ? Con này là lai lợn rừng ạ. À? Phải không? Vâng. Lông vàng vàng này nhỉ? Nhìn như lợn rừng. Kiểu lai. Thịt mỗi cái cá này. Bởi như suối cá thần này. Tôi đưa các bạn đi vào sâu bên trong này nhé. Ở cái thôn này thì thấy là đa số là nhà sàn lợp bằng lá. Mỗi nhà thì thường có một cái ao các bạn ạ. Đẹp lắm. Đấy, đây là nhà nghỉ hôm tây này. Có tây ba lô nghỉ đây. Cọ
cái cọn nước này các bạn ạ. Đây đẹp lắm. Người ta không cho quay. Cái này nó không thả nước cho nó quay các bạn ạ. Họ khóa vào rồi. Đây này, họ khóa cái này vào rồi. Nếu muốn cho nó quay thì mở cái này. Mở này. Phải mở cả hai bên các bạn ạ. Mở bên này và bên kia. Ở trên này thì có một cái thủy điện các bạn ạ. Nhà sàn. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem toàn cảnh từ trên cao về cái bản làng này nhé. Đấy, bản làng này đẹp lắm các bạn ạ. Vừa rồi các bạn vừa mới xem góc nhìn từ trên cao của cái thôn này, thôn Hạ Thành các bạn ạ. Đấy, thôn toàn nhà sàn thôi các bạn ạ. Đây đa số là người Tày. Thì ở đây phong cảnh rất là đẹp các bạn ạ. Trong bản làng đường thì toàn đường bê tông thôi. Chung là ô tô thì có đoạn đi được, có đoạn thì không đi được đâu các bạn ạ. Có những góc cảnh rất là đẹp các bạn ạ. Còn bên này là cánh đồng. Tôi bây giờ là đang ở khu đầu làng các bạn nhé. Nãy tôi bay flycam thì bay ở cuối làng, ra đầu làng. Thế làm với chú. Đây là con đường đi ra ngoài ruộng các bạn ạ. Đây. Đây được cái là khu này nước rất nhiều các bạn ạ. Thế vì vậy là mỗi nhà thì làm được một cái ao và thả rất là nhiều cá, toàn cá bỗng thôi các bạn ạ. Nhà nào cũng có cá bỗng, toàn cá to đây. Đây nó về ăn. Đây là đi ra ruộng. Chào bà nhá. Bà làm gì đấy? À, rau khỏi ngăn vịt vào nhà.
Vừa rồi mưa đá thì cái bèo nó bị chết hết rồi các bạn ạ. Bây giờ nó đang mọc lại rồi. Như cây bèo này. Bèo này gọi là bèo hoa dâu. Nó giống như quả dâu. Như đây lại có cả cái bèo lá. Gì đây? Nhìn lạ quá, mình chưa nhìn thấy bao giờ. Ruộng. Ruộng nương. Bát ngát. Đấy, các bạn thấy cánh đồng gió thổi vi vu, mát rượi rượi đó các bạn ạ. Đây. Gió đang thổi. Đấy. Bạn thấy bản làng này mộng mơ không? Quá đẹp luôn. Như tuyệt tình cốc. Thoảng có con cò bay. Đấy. Dưới kia có một con chim cò. Giờ chim cò cũng ít rồi các bạn ạ. Do nhu cầu như là săn bắn bắt hết rồi. Mình nặng quá, bờ ruộng này đi chắc vừa đắp nên là thì sắp bị lở rồi các bạn ạ. Ồ, đây có cá này các bạn ạ. Đấy, chỗ này thả cá xuống để cho vật đẻ đấy phải. Nhiều cá. À, mời các bạn đi cùng tôi đi lên nhà sàn người Tày ở đây nhé. Đấy. Hôm nay thì tôi cũng rất là may được gặp em cậu Ước. Em Ước kênh Tày TV ấy. Thì, có nhà ở trong này. Hôm nay em ở nhà. Vì vậy đã giữ ở lại ăn cơm. Hôm nay tôi sẽ ở lại buổi trưa ở đây ăn cơm với gia đình. Ôi, đi khó quá. Chết rồi, đi vào vườn rau rồi. Dẫm nát vớt rau, chết. Đây là đường bờ ao các bạn ạ. Ô, vừa rồi mưa đá làm hỏng hết rau thơm rồi nhỉ. Rau bị nát hết rồi. Đây là tỏi. Ôi giời ơi. Đây, ao này mới nhiều cá to này. Còn cá to thôi nhỉ. Vâng. Đi Ước về chưa? Ước hôm nay đi đi cấy các bạn ạ. Bây giờ mời các bạn cùng tôi lên nhà sàn nhé. Cháu chào cô. Đi cấy về cô. Xong chưa? Chưa à? Hỏi Ước đường ra ruộng ở đâu nó chả nói. Nó không tả được. Ừ. Anh lấy flycam bay nhìn mãi không thấy đâu. Ừ. Rồi, chào em nhé. Chào chị. Đi cấy, đi gánh mạ à? Chú có biết cấy không? Không. Không biết cấy. Biết nhưng mà nó không đều đâu. Ừ. Nhà vẫn còn rất là nhiều thịt treo nhá. Đèn hết rồi. Đèn. Một số là cất đi rồi phải không? Hôm trước thấy Thắng quay nhiều lắm, đầy hết cái ấy này, đầy hết cái sàn này. Nó đen không có cái này. Hả? Anh á, anh sao lạc được nữa. Cái gì á? Đi vào đây mấy lần rồi? Bắp gì á? Bắp cải. Đun ấm. Đấy, nóng lên cho vịt nó. Vớt ra chưa chú? Vớt rồi, tiết mục băm chặt.
hai chú cháu vật mãi mới xong được con ngan của nhà chú Ước. Con này lần trước em bắt trượt bị ở gầy cánh mà. À. Không, nó như kiểu không, là không bị... gầy đâu, bị nó bị này, trật khớp rồi đúng không anh? Anh mổ thấy nó lại vào hết rồi mà, không sao đâu mà. À. Ngan này béo không? Béo mà. Nhiều. Ở trong con ngan ra. Chả biết dao sắc không anh? Đấy. Sao thành thanh thái rồi, thay thanh chém. Chuyên là chặt mổ. Cắt đôi hay để nguyên? Để nguyên được anh ạ. Thanh chém là phải đấy, miếng to đúng không? Cầm cái luôn. Cổ ra cổ, cổ cánh ra cánh này. Ngan thì phải chặt nhỏ thôi. Chặt to ăn cứng lắm. Ngan này là ngan của nhà em này chưa già mấy đâu mà. Không mà nguyên tắc thì chặt vịt với ngan này. Sáng nay anh mổ à? Ừ, sáng đó. Lúc vào. Lúc vào bố em bắt chưa? Chưa. Ở ngay ngoài vườn đấy đâu mà. Ừ, đây, nó nằm ở đây. Lấy vợt đi vợt. Bắt được dễ mà. Còn. Nó ăn thịt rồi ạ. Còn người không ấy đâu. Nóng này nhìn ngon nhỉ? Ừ. Đói đói này nhìn mới ngon. Ừ. Tí nữa chán. Này xong rồi. Ừ. Xong rồi chứ. Đấy cái còng cái pin. Anh chưa đây. Anh đặt cái thằng rửa ở đây cho em tắt. Được. Được. Rồi ra xì dầu á. Ừ. Chấm mẻ không? Làm mẻ chấm đi ngon hơn. Xì dầu cũng được nhỉ? Hạt rồi này, hạt rồi ở trên xi mần ạ, ở số gì ạ? Vâng. Nhỏ quá lại cay. Cay cay lắm ấy. Lên làm phiền gia đình. Lại làm bữa cơm. À, đấy các bạn ạ, à, các bạn thấy tình cảm anh em ở trên vùng cao có tuyệt vời không ạ? Đấy, cứ gặp nhau là giữ lại ăn cơm bằng được thì thôi nha các bạn nhé. Đấy, tôi cũng vừa ăn cơm ở nhà em Ước, một bữa cơm rất là đầm ấm và cũng rất là ngon miệng. Và video khám phá bản làng Tày của nhà em Ước thì tôi cũng xin phép kết thúc ở đây nha các bạn nhé. Nếu các bạn thấy làng Tày, khu nhà em Ước đẹp thì hãy cho Trường Lý xin một like và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ Trường Lý tiếp các video tiếp theo nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.